Hello anh em, nay đang nghỉ trưa được tí xíu nên chắc chơi mấy con game giải đố thư giãn nhẹ nhàng thôi. Thì đang định chơi tiếp con này đố đã chơi một thời gian rồi nên giờ thì chơi tiếp tục thôi, nên có thể là đâm xe ngang ở giữa. Nếu con này là con đo Fagadot thì một con game dạng phone đích bấm bấm nhấn nhấn là được. Em đợi tí tôi chuyển cửa sổ vào bạn. Dùng thời gian đó chỉnh AMD rồi. Tắt cái Ryzen đi. Chơi hai màn nó hay bị lỗi này, chả hiểu không sao. Được, đây. Setting. OLED. Độ giải nó sẽ vẫn 2K ta. Để được coi là nó có cái độ phân giải cao không mà. Chứ để Full HD nhìn nó hơi mờ mờ đó. Ồ, nó còn có nhiêu đây nè. Bỏ tài luôn chả hay gì, bấm theo cảm tính thôi. Đây, để 2K được rồi. Ok. Để được coi FPS à. Nếu bữa 60 nên chắc không cần bật Ryzen đâu. Tại vì nó chuẩn theo cái màn này. Rồi, chơi thôi. Thì hiện tại con game này nó có 2-3 chapter rồi. Tôi chơi xong chapter 1 rồi. Thì chơi xong chapter 1 thì nó hiện nó hay hồn gì. Bây giờ chắc qua chapter 2. Thì tính giờ mới có 30% game rồi. Thì game này cũng là dạng nhẹ nhàng, thư giãn thôi. Em nhìn cảnh nền nó phối trí rất là đẹp không? Đó. Nhìn nó rất là động luôn, mặc dù cái giao diện mình tương tác dưới ngay đây thôi nhưng mà nó cũng làm cái cảnh nền rất là chỉnh chu. Này giống chồi canh nè, chúng ta nhận được một cái bánh gần gọi là gear. Mở cái này ra thì được cái game game này không có tác dụng gì cả, chủ yếu để mình sưu tập lấy thành tựu thôi. Trên này có tương tác được nhưng mà chưa biết làm gì. Cứ này à. Ta có một cái nốt này thường ghi những câu danh ngôn thôi. Cái này phải dịch chứng chỉ thì mới được. Lại một cái game, chúng ta có đủ hai game này. Đây, chúng ta mở hai này rồi được. Lấy được một cái gear nữa. Là có hai cái gear. Như vậy bên đây cũng phải mở được luôn. Rồi không tương tác được. Cái gear này có thể là cái đồng hồ. Đây, nhưng mà khởi động được cái đồng hồ. À cái bên này để gõ, cái bên này để thu vô thì giãn ra. Đây lấy được cái tay cầm này. Này cũng là hơi quay mà quay hướng nào. Có thể quay hướng này và bật hai cái lẫy lên không? Đây chỉ quay được cái góc như đây thôi. Hiện tại chưa biết làm cái gì. Còn bên đây thì sao? À cái này chắc trên đây nè. Nó hợp với cái hoa văn là cái bông sen nè. Mở được cái ô ra, rút lên. Kẹp qua đây thì nó rung chuông đó. Hồi phục trong thời gian quá không, nó ghép lại thành cái hình quá không. Đây nó ghép lại thành một tấm gương. Bên đây hình hồi khối cầu hả. Ồ làm chi tiết quá.
Nắp đầy đúng không? Này là sao? À, có thể là xếp theo thứ tự đúng 4 cái. Rồi để lại ban đầu đây. Thu vô đã. Tròn vuông tam giác x. Rồi. Không. Đó, cho nó hết quay được rồi nó. À đây nó đang quay. Mình có một cái này có cái vạch hay gì nè. Hay là hiệu ứng hình ảnh thôi. Rồi tạm thời để ra đây. Chúng ta tiếp tục đi nghiên cứu rồi. Đây có một cái tấm gương. Đây khi xoay qua nó thấy nè. Tam giác trên tròn dưới. X. Trên tròn dưới tam giác trái vuông phải. Nhưng mà cái này là tấm gương nên nó có thể ngược lại nè. Tức là x trên tròn dưới vuông trái tam giác phải. X trên tròn dưới vuông trái tam giác phải. Vẫn không phải. Trên tròn dưới vuông trái tam giác phải gì có thể đổi chỗ hàng này. Nó không như tôi nghĩ rồi. Đó. Chịu hóa ra là mình soi qua gương nó không được ngược rồi. Tác hại của việc chơi logic cây bạch quá nhiều. Luôn luôn có một con mèo ở cuối đường nó chạy đi. Thì đây là chúng ta xong màn 3 phải không? Xong cái màn 3 với cái chương 2. Giờ mở phá được màn 4. Giờ tiếp tục. Tính ra game này nó cũng nhẹ nhàng dễ đố con đích thôi. Mình nhìn được cái logic nó là mình chơi được. Chúng ta lấy được một cái thiết bị gỗ. Một cái cuộn giấy note ghi lại vài câu danh ngôn thôi. Mấy cái này tôi không đủ trình dịch mấy câu danh ngôn để sáng nghĩa đâu. Thì ở đây chúng ta có một cái móc. Hai cái thùng rượu. Chúng ta lấy được một cái cối vuông. Cái này là hai tam giác. Cái này là những mũi tên. Lăn nó qua. Bỏ này lên. À có thể là lắp nó vô đây đây. Không vẫn chưa lắp được. Cái này có thể xoay 360 độ. Rồi ok. Phía trên chúng ta có một con tàu và một cái bạch tuộc. Một cái dồi bạch tuộc. Cái này không có tương tác được. Cái này đã bấm rồi. Thì hiện tại là chắc cái cửa cuối nên không tương tác được luôn. Chúng ta coi là con tàu những bạch tuộc thôi. Xếp cái đuôi cá vô. Ok, con cá chảy nước ra làm đẩy cái bánh răng nước này. Thì nó sẽ mở được cái gì? Mở được cái này, lắp cái này vô. Tương tự bên đây. Thì xả hết nước chắc cứu được con tàu á. Chúng ta lắp cái này vô. Đô phan. Nó ảnh hưởng đến cái này không? Ở đây chúng ta là có một nấc nè. Một nấc. Hai nấc. Ba. Bốn. Thì bốn ít ai là tám đó. Chúng ta có tám nấc. Tương ứng với cái gì đó có thể gây ra tám cái sự kiện. Cái game đây. Ở đây có cọng dây. Cọng dây này chắc nói với phần dưới. Thay cái cọng dây thường bị đứt. Đó.
Mũi tên, chúng ta có thể lắp mũi tên vô đây đúng không? Đây, bắn lên cứu con bạch tuộc. Hiện tại nó bắn hụt rồi. Chúng ta có 8 cái điều kiện ở đây để coi ra. Không lẽ là bắn hết 8 cái rồi. Không, tôi nghĩ như gì đạo chứng rồi chứ. Ta không xây, không có bất kỳ manh mối gì gãy nào hết, chỉ có hai mũi tên ở đây thôi. Cái đầu tiên nó chắc chắn hụt rồi, hay là bắn vô cái bình này. Đúng rồi, phải ra ngoài bắn lên bạch tuộc mà bắn vô cái này là cái đậu bạch tuộc rồi. Rồi cái tư duy hình học nó quá dị quá. Bán được bạch tuộc rồi sao nữa, chúng ta lên được một cái thuyền. Đơn giản vậy thôi đó hả, hoàn toàn không suy nghĩ gì luôn. Cái miếng vỏ sò đây là hết can thiệp được rồi. Ở đây chắc vỏ sò chúng ta là lắp vô chỗ này thôi. Đây rồi, qua màn thì màn này cũng đơn giản thôi, gần như không có động não gì cả. Thì ngoài trời trời mưa hơi lớn nên anh em có thể nghe được cái tiếng mưa đó, thông cảm tí. Giờ thời tiết này ở trong rừng nữa thì đâu có tránh được cái hiện tượng này, nhưng mà mưa mưa trời nó vẫn nóng nha. Con này nó tạo hình thành nguyên cái khuôn mặt luôn nè. Chúng ta lấy được một cây sẻng sau đây, một tờ giấy đây, đây một câu danh ngôn ai đó để nhắn gửi cái gì đó bạo lực và khoa học gì đó. Ít trên khiên bên trái, hàng rào bên phải. Rồi ok, chưa biết nó làm cái gì. Đây hiểu rồi, một hồi nữa mình sẽ di chuyển nó qua, nhưng hiện tại nó chưa làm được đâu. Ta mới lấy được cây búa nữa, đây có cây cần gạt. Nó bị kẹt cái gì hay gì á, hiện tại thì chưa hoạt động được đâu. Chắc rút cái thanh gỗ này ra phải không? Đúng rồi, mở hai cửa này ra, lấy được cái tool, bộ công cụ thôi. Ở trên trên có game nè, chúng ta coi ở đây có cái gì. Cái này lắp đầy vải nè. Ủa không được á, phải mở cái trên ra trước rồi mới lắp tới cái đó. Lấy sẻng xúc đống này đúng không? Đúng rồi, chúng ta lấy được than. Than là đương nhiên phải bỏ vô cái khu vực động cơ, chắc tay quá. Dùng cái này mở nắp, đúng rồi. Quen sao nó không có điều khiển được, cái hitbox nó nhỏ quá. Bên này thì dễ bấm hơn nè. Nhận được cái lỗi một cái sắn ốc, vậy là không phải bỏ vô đây. Chúng ta còn có hai bên thôi.
Cái thang chắc là cuối cùng. Ở đây thì không ước lượng được kích cỡ nó là bao nhiêu. Không lẽ phải đập một thứ gì đó. Từ từ suy nghĩ một tí đó. Đó, tôi nghĩ cái chỗ này nó đúng mà. Chỉ vậy thôi à. Này là không có đập vô được nè. Này phải gắn vô đây được chứ. Đây đổ than vô đây cũng không được luôn. Búa gõ vô cũng không được luôn. Giờ chúng ta kéo thử cái này coi. Nó vẫn bị kẹt thôi. Rồi đập, phải đập cái này ra. Hai cửa này vẫn chưa mở được. Cây búa vẫn còn tác dụng. Phải quay được cái này chúng ta mới thể sắp xếp được dữ kiện. Thì cái này nó động cơ nó quay nè, nó sẽ đẩy cái trục này lên để bật cái này vào, nhưng mà vấn đề làm sao nó quay thôi. Chúng ta còn một cái này, nếu theo lý thuyết thì nó phải nằm ngang đây hoặc là nằm trên này. Thì mở lại lần nữa. Cái bình kia phá cái lẫy rồi nên giờ chắc nó lên được không? Vẫn chưa lên được luôn. Thì chỗ này đã tương tác rồi. Chúng ta phải bỏ than vô đâu đó. Bây giờ phải tìm chỗ đổ than, cái này cái cao cái thấp hả? Không đổ than vô đây được. Hay là đổ than vô cái chỗ này? Cũng không luôn. Đổ than vô đây cũng không được luôn. Vẫn chưa đủ lực để nó lên. Phải có cái gì đó ở đây để bật hai cái nẹp này ra. Hoặc là sẽ can thiệp được vô con ốc này để rút nó ra. Này không có tương tác được, không có xây được. Cũng không có lít được luôn. Ủa, cái này sao xây được nè? À, giờ mới xây được. Ơi. Nhưng mà sao không thả lên được ta? Chỉ có mỗi chữ ít đây mới thả được.
Thì chúng ta coi lại tờ giấy đó là không có đúng thứ tự. Bên trái của x là hình tam giác. Không, nó theo cái màu sắc. Cái khiên là màu xanh lá, cái kiếm là màu trắng. Rồi bây giờ chúng ta thu ra nè. Màu hồng là hai cái neo. Không 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 sai rồi. Làm thêm bước nữa. Hóa ra cái này tương tác được từ đầu. Đó. Sao lại đóng lại? Vậy là cái này nó sẽ mở cái bên đây. Vậy từ đầu rồi tôi đã đúng rồi. Đó. Tại sao lúc này đánh vô ở trên này lại mở? Logic ngược ngạo thiệt. Giờ mới đổ than vô nè. Cái này tương tác từ đầu mà rõ ràng bấm máy là nó không có ra được. Hóa ra là phải làm cái gì đó mới được. Dở lên này lắp cái lỗi này vô nữa là qua màn. Màn này cũng không khó nhưng mà nó làm mình hiểu lầm. Đó giờ đút cái que vô đúng rồi nè. Nó mới quay cái này, quay trục này mới mở cửa này ra. Thì đúng là tư duy ban đầu đúng thiệt. Nhưng mà thiết kế khi đáng lẽ mình ghe chuột vô chỗ nào tương tác cũng phải sáng lên cho biết. Tại vì trước sau người chơi cũng phải lít hết tất cả vị trí à. Còn đằng này mình không lường trước được cái nó có thể lít được luôn. Cứ nghĩ nó là bước cuối cùng. Chúng ta lấy được sợi cáp 4 chui. Đây. Này khi gạt xuống nó sẽ sáng đèn phải không? Không đèn nó tự sáng. Khoan cái này nó gì? Cái cốp. Cái như cái bộ len nhé. Cái này là hai cái cáp. À nó có cái hình này là nó khớp với cái hình này nè. Vậy chúng ta chỉ có thể lấy một cái được thôi. Xong rồi đưa vào đây hạ cái này xuống. Nhét nó lên. Ờ, cái này phải dưới. À, cái này nó khá ngược rồi, nên một hồi nó sẽ chuyển sau. À, mình nhấp cái này á, thì nó sẽ xoay luôn cái trục nhựa. Còn nếu như không nhấp thì nó chỉ quay thôi. Bước cái này lên đây đi, quay lại cái đó. Đó, đưa cái này lên đúng rồi. Đây một cái. Kéo cái này xuống. Nhấp này nó sẽ cúi đầu xuống hai cái. Thì hai cái này đưa vô đổi đầu cái là xong à. Một cái rồi cái này đưa xuống nó xong. Nãy không biết cái nhắm hai mũi tên này nên nó hơi sai sai. Thì già rồi nên đầu óc chậm chạp tí thôi.
Nó đi theo một cái vòng không, nó đi nó đụng đây rồi quay ngược xuống. Này gì? Cái game xanh. Thì bên đây chắc cũng tương tự vậy thôi. Một cái chìa khóa. Gọi là cái lẫy. Bắt đầu gạt tiếp cái này, lấy game đỏ. Bữa nay mình mở này ra được cái gì quên nữa. Được cái cube này quá không? Cái này thì lắp đây rồi. Quay nữa hả? Rồi ổ khóa. Cái này lắp đây, cái len. Cái cáp. Nói hai bên. Cái cu xuống giữa. Đó. Rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta là xếp 3D sao cho nó khớp nhau được. Cái này cũng không khó lắm. Thì cái này như cái sóng điện đồ mà giúp chắc lên xuống nè. Cái tần số với cái bước sóng á. Nên anh em quan sát kỹ là lắp được à. Nè, để cho nó. Tôi nhớ cái lúc mà chơi cái Resident Evil 4 Remake hình như cũng có một câu tương tự xếp cái mà chia xét đó, đó. Thì cũng giải gì bằng cần vài giây thôi. Bây giờ chúng ta đã mở đường bên. Bên này cũng vậy luôn hả? Quá tải. Đứt cầu chì. Bùm. Rồi giờ gạt cái này như lúc đầu chúng ta làm. Đấy. Chưa được đó là sao? Phải mở hai cái ra. Rồi, hai cái dòng điện che giấu. Rồi giờ mới mở được cửa này. Tốn thêm bước nữa. Thế này thực sự đã giải xong rồi. Này thì The Last 2023. Phim chưa công chiếu nữa mà hết lớp với thằng diễn viên chính rồi. Rồi đây chúng ta xong cái màn này tới màn 7. Là xem là hết cáp. Ồ, thế mấy thiết bị máy móc này nhìn khá đã. Nhìn nó chi tiết nhưng mà không biết cái này có thể làm được ngoài đời thực không. Tôi không phải dân cơ khí nên không biết. Cái này chơi ga nè. Lửa nha chứ không phải bóng cười nha. Đấy này mở được hả? Lúc đây có không? Không. Có thể đó là cái khớp tim. Ồ. Còn cái game. On off. Đương nhiên gạt thử rồi nó ra sao rồi. Đây là máy dập. Vì chúng ta cần một cái khuôn gì đó. Này là gì nó phun ra nước không? Bơm bơm gà xuống. Rồi chúng ta đánh lửa hay gì? Đúng rồi cái này đánh lửa chứ không phải nước. Nó như cái bật lửa vậy đó. Cái này nóng lên nó khè ở đây. À mới một phần của quy trình mà lò rèn thôi. Đây cái này mở được. Lấy được cái phu. Cái bộ ghép nối có không? Ở đây vẫn có thể tương tác được. Lắp như đây. Như pin vậy. Như cầu chì vậy. Cái này quả tiết. 2, 4, 6, 8 cánh. Người sao xây đều 8 cánh. Chúng ta có cái lò lửa nè. Còn đây một cái nữa. Bộ chuyển hướng 3 chiều. Mình gắn nó vô đâu được ta. Trên này mình còn tương tác được không? Đây. Hả? Có cái game. Một cái nốt. Nãy giờ chưa bấm tới.
con người một cần một ngôi nhà mới gì đó, đây có thể định mệnh của trái đất không? Cái này không có zoom ra để coi được, tôi quên hình thù của nó rồi. Phải tám cánh gắn đây không, với lại mà mình không ước chừng được kích thước của nó. Không, cái này đã mở lửa lên rồi thì đổi để đây thôi. Hồi nãy mình bấm vô đâu là nó dập ta? À đây, giờ mới lắp cái này vô. Bây giờ nó mới quay, nó mới đẩy được cái băng chuyền chạy nè. Thì chúng ta qua đầu bên kia để coi làm cái gì thôi. Lấy cái thành phẩm thôi. Rồi ok. Đây là công nghệ máy dập rèn giũa. Chỉ là ống nối màu, nhưng mà di chuyển sao? À, một cái cục này nó sẽ di chuyển. Đưa cái vàng lên trước. Không, hai cái vàng với chung màu. Ủa, lộn rồi. Nên này đó. Rồi tiếp theo là đưa hai cái màu hồng lên. Tiếp theo là hai cái màu xanh lá. Rồi, hai cái màu xanh dương, hai màu đỏ, ok. Thì cái này chỉ cần biết quy tắc là hai cái nó chung một hàng với nhau á thì xây cái giữa là được. Không phải, nói hơi nhầm đấy à. Không có hình ảnh nói lại thì nó có hơi nhầm tí. Thì nói chung là cái não nó chạy trước cái tai, khó suy nghĩ lắm. Anh em đợi tí, tôi mở cửa ra. Ok, là tiếp tục tổ chức theo. Là như một cái nhà máy quá chất chưa? Thì tổ chức là quá chất còn lại. Đây có ba bài báo. Thì nói về cái sự kiện Chernobyl nổi tiếng rồi này. Thì hạt nhân cộng với mà thảm họa biến dị nó ra cái độc chất gì đó. Đây chúng ta có bộ ghi dục bây giờ này, chỉ lấy cái game thôi. Cái này là một cái ván mút, thì giống như cái đồ mút trong hóa học. Này thì vẫn chưa can thiệp được, chúng ta chưa biết làm gì. Cái này cũng không mở được luôn. Một cái tool để mở. Trước tiên múc cái này cái này. Thì nó phui rồi, trên này. Đổ vô không? Hay là rút cái này ra. Hiện tại tôi đã rút cái dưới ra rồi. Nhưng mà chắc vẫn phải cần cái chìa khóa. Đây có chìa khóa luôn. Chìa khóa có trong túi áo và chuẩn bài đó. Kéo cái lẫy này xuống, mở cửa này ra, gom đồ nút. Bây giờ
Phía trên này chúng ta còn gì tương tác nữa. Ở đây mình lắp cái tay xây vô đây, mở ra quay à, quay đổ cái chất vô là cái chất này. Còn cái tool này thì chắc là ghen xong mình lấy cái tay mình gấp nó. Ủa vậy thôi đó hả? Chúng ta có can thiệp gì nó để coi chúng ta còn sót cái gì. Bộ đồ này thì mình hết can thiệp rồi, dưới chân bộ đồ cũng không còn gì nữa. Ở đây có một cái để can thiệp mà chưa biết làm gì. Phía trên này không thấy nhấn được. Có gấp cái gì trong này không? Còn cái này chỉ múc ra thôi. Nhưng mà tới bước này thì sao nữa? Đáng lẽ nó phải hình khuôn cho mình lắp ra, mình phải gấp cái đó ra được chứ. Đi gót dịch chị ơi. Phía trên này không tương tác được. Này cũng không hay lấy trong đây. Bên này chúng ta có cái bình. Bởi sao nó lại qua đây vậy? Không thấy can thiệp được luôn. Thì hiện tại chúng ta hết cái để bấm rồi. Nó cứ qua đây hoài à. Mình đâu có gấp được cái gì đây. Nó như là một cái tool đơn giản thôi. Tôi nghĩ cái này nó sao nó ngừng lại tại đây được, phải có một bước nữa chứ. Hoặc là nó đổ xuống đây. Rồi ở dưới này còn. À đây quá. Để bẻ cái lẫy này quá. Không, chỗ này nãy chúng ta nhận cái tôi nè. Hết biết làm gì à? Để coi kỹ là cái này có tương tác được không? À được. Cái này thì không tương tác được, ở trên này lại tương tác được. Thì con game. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đưa hết tất cả mọi thứ xuống dưới hợp lý. Bạn. Đưa làm sao đủ 200 đúng không? Mấy cái nhỏ thì chỉ 10 bằng nhau hết. Không được, gì là sai rồi. Mình phải có chừa ba cái chỗ đó để nhét cái cây này vô đây mới được, nên buộc phải đẩy thằng này qua trái ngô để nhét cái cọc ba này vô đây. Nói chung cái này chỉ là Tetris đơn giản thôi, mà nãy nó để cái hình này nó đồng màu, chắc lẽ phải thiết kế cái 200 nó khác màu.
Ta nó có một cái hai dạch bên đây làm kiếm. Chuột này nó nhanh quá. Không. Và lấy được cái lõi hạt nhân. Gọi là hộp nhãn nè. Gấp nó chứ không dùng tay được. Rồi bắt đầu nhúng vô cái chất dung dịch thôi. Cho nó xảy ra phản ứng hóa học theo những cái hình này. Bụng giống bỏ mà Mentos vô Coca-Cola vậy. Rồi sao nữa, đổ xuống phải không, đổ vô chứ không phải đổ xuống. Thế là nhân loại ra đi. Xong chúng ta lại tiếp tục gặp con mèo đen. Thì cũng nửa đường, nãy giờ mới có 5-6 má mà. Nãy chúng tôi màn 3, chúng ta chơi màn 3 đầu tiên, màn này màn mấy đâu. Một cái cửa đơn giản đương nhiên gần chìa khóa, mo theo là cái dạng nhà nghỉ bên mẻo á. Có một vụ giết người xảy ra thôi. Đen sôi đen tự nhiên mà từ cái thảm họa thiên nhiên mà nó chuyển qua này đó. Welcome, welcome này cái chữ cổ của nó hình như chữ well có hai chữ L phải không? Thì có chìa khóa phòng 1 2 3 4 5, trên này có số 1 2 sáng. À nếu cái này là bụi thì có thể phải quét. Một cái gương để giấu đồ. Cái này gọi là cây ba tông, cây cao ba. Khoan ở đây có gì tương tác được không? Chị đó hồi nãy cái gì ta? Hay là dọn mảnh kính? Đúng rồi, dọn mảnh kính. Có một cái dao là hung khí giống như này nè. Lại lên mấy cái dao, cái dao này có thể cắt được, cắt cái gì mới là vấn đề nào. Đây một cái vali, rất gọn cái vali quá. Hay là có ông nào vô để tôi xuyên cái thử coi. Này phải có chìa khóa mình mới can thiệp được. Cái nút này chỉ có nhấn thôi. Thấy cái dao chưa biết làm gì. Ở đây có cái hòm. Đây quay được nào. Chúng ta đấu mạch đó. Khoan cái này là sao vậy? À từ mạch này nó sẽ đi theo dấu cộng trừ. Từ cộng qua trừ. Đây, cái luồng điện nó đi qua đây. Như thế này là sai rồi. Từ cộng qua trừ, từ cộng. Thì cái này nó, cái này nó chỉ đi được hai ô thôi. Tức là cái này nó có hai ô nè, cái này nó cũng ba ô nữa. Nên đi từ cái dấu cộng này thì hai ô hay là một ô hay là hai ô gì nó cũng là dấu cộng á, nên cái điểm này là điểm chết à. Mình sẽ không đi được từ cái điểm này, mình buộc phải đi được cái điểm này. Tức là cái này qua đây là cố định. Mình sẽ đưa cái này lên đây. Mà tại sao bên này nó cả hai cái nó đều là 33 thì khác cái gì đâu? 22 thì khác cái gì đâu. À đưa cái này xuống dưới, đưa cái điểm trên này xuống dưới. Đó, mình đi ngược ở dưới lên mới được. Rồi ok. Nãy tư duy thông thường quá, đi dưới đi lên.
Hơi bị nhầm tí. Giờ có điện để bấm chuông rồi. Rồi sao nữa? Thang máy hả? Phi logic nha. Trên này làm gì thiết kế đó. Xuống tầng 2. Lấy dao gạch. Không phải. Rồi, cửa này mở luôn. Chúng ta có mật khẩu gồm trái phải ba số mà chưa biết bên nào là trước. Thì chúng ta cần quan tâm cái left guy thôi. Này đơn giản vậy đó hả? Đưa khéo khéo ngay ngay được. Chúng ta phải kiếm một cái tam giác cắn vô đây nữa. Gạch cái ghế nào. Đây có cọng dây buộc nè. Thấy rồi. Đó. Kèm thiết kế đầu đầu nha. Mở cửa số 5. Cũng mà dùng cái thang máy đi xuống mở cửa số 5 có thể lấy được cái thiết bị gì đây. Hóa ra cái này là cái nút bấm thang máy chứ không phải gọi lễ tân. Tôi thấy cái bàn nên cứ tưởng là gọi lễ tân luôn à. Game thiết kế kiểu này cũng được. Đó, làm được cái bánh răng không gọi là tầng nữa. Thì giống như logic cây bạch anh em phải đi lên đi xuống lấy manh mối cả hai vị trí luôn. Thì trong cái này có khả năng là mật khẩu cái két sắt rồi. Tại vì bắt người ta đi lên đi xuống nhiều quá là phản tác dụng ấy. Bây giờ chúng ta coi cái tôi nhớ nãy như cái này nè. Đây, cái chân đạo một góc là gần 90 độ. Hai cái tay xiên chéo nhau, một chân còn lại thẳng. Là cái này. Cái này lỗi nè. Cái này lỗi nè. Cái này lỗi luôn nè. Cái này lỗi luôn nè. Cái này hai chân lỗi nè, hai chân thẳng lỗi nè. Đó. Vậy chỉ còn cái này thôi. Làm sao nữa? Mình biết cái này nó là nó rồi. Vẫn chưa biết được. Nãy chúng ta lấy được cái game nào chưa ta? Này trống. Này cửa. Chìa phá là cái cuối cùng để qua màn. Tạm thời lên tầng trên đi. Làm bước này hơi bị lâu nha. Mình đâu còn cái gì trong người đâu. Trời ơi, cái ba ly này mở được. Chúng ta lấy được cái gì vậy? Bây giờ phải soi. Có khả năng là soi cái này nãy. Soi cái tờ giấy mình chọn đúng cái mà hình chụp cái tử thi á. Rồi xong rồi có mật khẩu bên đó. Cái vali này nó làm cái nút tương tác nó bé tẹo à. Mình nhớ soi cái góc đỏ đây nè. 30, 60, 75.
Ủa 35, 60, 75. Không, sai rồi. Không biết xây bên nào trước thôi. Ủa ba mấy, 30 hay 35? Ba mươi lăm, sáu mươi, bảy mươi lăm. Ok. Luôn bắt đầu từ số nhỏ trước thì nó sẽ xây ngược chiều kim đồng hồ ban đầu. Ủa, sao cái này xài rồi vẫn còn lại hết ta? Nó có khả năng nếu mình nhìn sai thì nó sẽ có thể nhìn lại. Thì màn này là phức tạp chỗ cái vali mà hitbox nó nhỏ quá, mình lít thục. Rồi, tiếp tục màn 10 luôn ha. Kích vào làm giàu nhanh chóng là úp bô lùi gà. Đang đột quỵ. Chứng dịch lộn. Thì cái cửa lẫy này là phải mở cái này ra trước, xong rồi bật cái này ra mới quay được. Nhưng là có vàng ở đây. Cái phu, một cái bộ ghép nối. Đây một cái nốt nữa thôi. Cách làm giàu nhanh nhất là chậm ngân hàng. Đây có một cái lãi, đây có một cái game. Giờ chúng ta đóng vai hacker rồi đó. Này là sao? Này cái nút này là đổi chiều camera an ninh. Rồi. Hết. B. Thì hết. Thì không hiểu lắm. Chúng ta chưa tương tác được nên hỏi nó chắc biết. Thì hồi nãy chắc là để giải cái đó luôn á. Cho chúng ta có can thiệp gì được không? Không. Rồi, coi lại camera, hệ thống camera này. Chúng ta có ba cái lẫy nè. Ê, dưới này có gì nè? Không lắp vô được. Vậy chúng ta chỉ thêm quan sát này thôi, coi kỹ lại lần nữa. B là 2. Rồi ok. Giờ là 5. Đó là 7. B2 giờ 5 x 7. Thì nó chỉ lặp lại vậy thôi. B2 giờ 5 x 7. Ok. Đơn giản vậy thôi đó hả? Lắp hai cái này vô. Thì chúng ta có thể đổi vị trí hai cái này đó, đưa lên, đưa cái xanh lên. Ủa làm cho tất cả nó màu đỏ với tất cả màu xanh hay gì?
Không, tôi nghĩ cái hướng mũi tên màu xanh này thì một cái dãy này nó sẽ màu xanh luôn. Còn bên đây một cái dãy nó màu đỏ luôn. Hay là, à không, anh em nhìn cái dính nền nè. Cái nền nó có màu xanh nè. Nên bây giờ nhiệm vụ tôi là đưa tất cả cái nền nó vô màu xanh. Rồi, đơn giản thôi. Ấy à, đưa bốn cái này dưới luôn. Đó, đưa tiếp cái nữa. Không, phục xuống, đưa này qua, phục xuống, ok, đơn giản. Tắt cái hệ thống bảo an ninh báo động gì nữa. Đây. Game, một cục game. Chúng ta lấy được cái cây cài. Không phải quét an ninh ở đây. Vậy là đây phải không? Túc vô đó, lấy được cái chìa khóa. Cái chìa khóa này mình mở ở đây. Cái màn này đơn giản vậy thôi đó. Đó, chúng ta có tiền, sử dụng tiền ngay. Cái này phải có cái lỗ để nhét vào. Và hiện tại tôi chưa thấy cái lỗ ở đâu. Cái này nãy mình rồi, cái này rồi luôn rồi. Ơ, cái gì đấy? À, con mắt thần. Chúng ta xoay cái góc 90 độ hai lần nữa nha. Đây. Rồi, đơn giản. Phá bảo mật 4 lớp. Phải tiếp tục cái gì nữa đây? Thì cứ nhịp tim tôi nó đập hai lần là tôi lính gái là vừa đủ luôn. Thẩm mình theo kiểu nhịp tim luôn. Game này thiệt. Rồi đi thôi. Chậm đục cái ngân hàng đó. Banh bút tơ vậy nè. Thì nãy chúng ta chơi từ màn 3 nên bây giờ tới màn 13 nghỉ ha. Nếu con game này 3 chương, mỗi chương 20 màn thì nãy giờ chúng ta đã xong được là 16% rồi đó. Tới màn 10 nãy là 16%, 1/6. Này cái gì? Cái cân. Cái cân dạng móc neo vô. Bây giờ có game ở đây. Chìa khóa đây. Đây là cái bốt điện thoại công cộng. Bây giờ anh em chỉ cần nhìn thấy, chỉ còn nhìn thấy nó trên phim ảnh thôi chứ không còn thấy cái bốt này ở ngoài đời nữa. Ít lắm. Ồ. Ở đây chúng ta có tất cả là nó giống nhau hết. Một hình, hai hình, ba hình, bốn hình, năm hình, sáu hình, bảy hình, tám hình. Một nè, ba nè, năm nè, bảy nè,
9 à. 11. 12 hình tổng cộng. Rồi ok. Bây giờ bên đây còn khá nhiều thứ, ở trên bấm được không? Không. Cái đèn không được luôn. À không, nhiệm vụ chúng ta chỉ làm sáng hai cái ô này thôi. Rồi ok. Theo logic thì cứ hai cái sáng một cái tối thì đi theo cái vòng tròn lên tới chảnh là được. Lắp cái dương miệng vô đây. Cái này giống con bích đúng không? Ký hiệu nhép á. Đây một cục game nữa. Rồi chúng ta gọi ai? 113 hả? Không, hiện tại chưa gọi được. Ta còn sót cái gì không ta? Chiếc xe này thì chắc hết rồi. Telephone. À đây, đưa là 4739. Giữ bình tĩnh và gọi 4739. Ồ, ở trên chúng ta còn đồ nữa. Cái gì gián điệp á? Rồi thu hút sóng vệ tinh. Hóa ra cái buồng này là của đặc vụ Kinh Man thôi. Bạn chúng ta quan sát cái hình này đó. Một cái hình tròn với một dấu cộng. Không hai. Cái là bàn. Hai ông Phan coi lại. Hai là cái la bàn nha. Bốn là cái bánh răng. Một là bốn cái mũi tên. Bốn cái mũi tên la bàn. Bốn cái mũi tên la bàn quá học bánh răng. Rồi ok. Mở này nữa là xong. Bốn cái mũi tên la bàn quá học bánh răng. Rồi EZ luôn. Nói chung mạng này không có gì khó khăn hết. Thì cái trò xếp từ 1 đến 4 đó, logic chơi bạc tôi đã sử dụng rất nhiều rồi. Ok. Chúng ta đến lần 1. Mạng này mạng 12 rồi. Cái cửa kéo này trong logic cho bà tôi cũng nói nó nè. Hai cái bánh xe. Cái game. Ồ, nhấn nút là mở. Lắp bánh xe cho nó thôi. Nó lồng tiếng nghe ngồi. Nãy trộm ngân hàng giờ đi trộm xe hả? Chúng ta có thể mở cái cốp trước nè. Ê, cái gì? Logo BMW hả? À còn phải có cái lẫy phá nữa. Này hai cần gạt. Ở trên chúng ta có cái game. Ủa hết rồi đó hả? À không, chưa biết nó là cái gì. Chúng ta nhặt được cái gì đây nè? Một cái hòn đá là bị cái gì đó. Ủa cái này cửa hả?
cái chìa khóa này khóa xe rồi. Cục đá bỏ đây. Không. Cái tiếc là không, hay là bỏ đây. Cũng không luôn. Vậy là mở cái này trước rồi tính. Một cái gây mà thu vít. Một cái là pin xe ắc quy. Thì chiếc xe này tôi nghĩ là hết rồi đó. Ắc quy để đây đúng nè, nó có cái đấu điện nè. Ê, cái cửa này mở được phải không? Đó. Câu vô ắc quy ở dưới. Ok. Gạt. Rồi chúng ta sạc được cái bình ắc quy đầy rồi. Lấy cái tua vít mở cái này ra. Mở hàng ống này ra. Rồi tiếp tục giải đố. Uống miếng nước đã. Tắt em bữa ăn đi. Rồi. Rồi ok hiểu rồi. Khi mình quay cái này á, cái này sẽ xây chiều kim đồng hồ. Cái này ngược chiều kim đồng hồ, cái cục này đập vô này đẩy này xuống đó, nên bây giờ cái cục này hết tác dụng thì mình xây cái cục bên trái. Khi nào cái cục bên trái không ảnh hưởng nữa, mình mới xây cái cục bên phải để tránh nó cùng lúc nó đẩy hai cái. Hay là mình thử đẩy bên trước đây. Ủa đẩy xuống dưới đây hết được rồi hả? Vậy bây giờ đấu quan này được. Thì cái trụ giữa mình không xây được nữa. Bây giờ quay cái trụ giữa đẩy lên thì đẩy xuống một lần. Rồi đẩy này xuống một lần. Không được, sai rồi. Làm lại. Đẩy này xuống lại. Đó. Tính sai một bước. Phải tốn lại 3 bước để đầm bùn. Rồi mở cửa đi. Sao vậy? Cái phần đó lấy giá quy vô hả? Đập cục đá, lấy đá đập cửa, khốn nạn này. Rồi đập tiếp bên đây luôn. Giờ chợt nhớ rồi cái đó. Thực ra lấy bình nó quy đập cũng được mà. Lấy được cuộn giấy. Người sau là của bạn, nhưng bạn vẫn muốn nhiều hơn. Rồi, mở cửa vẫn kiểu đó hả? Bố đời. Mở cửa kiểu fast and forget. Rồi xong. Chúng ta giải quyết xong màn 13 đi. Con số 13 là con số đẹp mà. Thì nãy giờ chưa thực sự màn nào thấy khó mà phải để đến đau đầu. Chỉ có mấy cái màn mà hitbox nó mà nhấp nó không ăn thôi. Khi mà dev cố tình thiết kế cho nó trùng màu với mà môi trường. Kiếm chúng ta cần một thanh kiếm của vị vua vô danh. Kiếm đồ gan cũng được. Ô
hai cái lỗ này vẫn phải cần chìa khóa. Anh em có thể chơi hai lỗ cùng lúc nếu như nó nằm cùng vị trí với nhau. Một mảnh của cái huy chương. Cái này có cái cá nè, đó. Lấy được cái tay cầm vặn đây nè. Một cái mũi tên thì đương nhiên. Đây, mũi tên đây phải không? Rồi làm gì nữa? Bắn hả? Này có gì đây? À, một nửa huy chương, một cuộn giấy. Coi dài quá không đọc đâu. Tiếng Việt thì tôi còn đọc được, chứ tiếng Anh đọc được thì cũng chả hiểu gì. Dịch nghĩa sai lầm nữa. Ô. Ừ. À, đơn giản thôi. Nó cứ đi cái đường. Tôi chưa biết cái này là đi lên hay xuống dưới nè, nhưng mà mặc định cái này thì nó phải chiếu lên này. Bây giờ chiếu cái tím này vô đâu mới là vấn đề nè. À, chiếu vô đây một cái, rồi tiếp theo là cái xanh lá, còn cục là cái gì? Tất nhiên là vô đây không được. Như vậy chúng ta đi dòng đường dưới, nó sẽ chiếu lên cái này. Cái này nó sẽ phân hai cái ra. Rồi hiểu rồi. Đó. Thì cái xanh lá này, xanh lá này chiếu đâu ta? Chiếu đây hả? Màu vàng thì dễ rồi. Đó, ok, màu vàng. Rồi màu xanh lá thì xong luôn rồi, đi đường bên phải xuống. Ok, còn gì nữa không? Chỉ lít lít vậy thôi à, rồi bắn cung thôi. Cái gì cái tên ảo ma quá vậy? Lấy được thanh kiếm của vị vua danh rồi, lắp vô cái này. Ủa màn này đơn giản vậy thôi đó hả? Chưa kịp dùng mới não luôn. Chắc là thiết kế màn chơi nó không đồng đều. Rồi lỡ rồi màn đi. Thung lũng của vị vua. Một cây búa có to. Này cái gì? Khoan, tôi vẫn chưa hình dung nó gì, nó vừa giống cây đèn thần mà hai cái trống nữa. Cục đá là lấy được. Chúng ta có cái gì đây? Rồi hiểu rồi, cái này là đầu tiên rồi. Chúng ta phải quan sát cả mọi thứ. Trời ơi, mổ não luôn ta. Chưa có một game nào nữa. Rồi chả hiểu gì hết. Cái này chữ là để lớn mà tôi nhìn vô màn hình nó đập vô mặt luôn. Cục này lấy ra được không? Đây chắc bỏ vô đây nghiền đó hả? Không phải. Rồi rồi, đi cái lưng. Đây cái này. Cái game chữ y ngược thôi, chữ y ngược đây. Ủa như gì là mình nhấn vô hay là kéo ra luôn?
Chúng ta có y ngược nào, cái ba chỉa nè, nhẫn ngón tay. Thì cứ phép thử mà tới thôi, chứ tôi cũng chả biết cái kia nó nằm đâu. Tới lúc đấy rồi chúng ta cứ hai phiên con lít là vừa khớp luôn. Rồi hai cái màu này để vô. Rồi búa thoa đập hả? Ở không, cái này viên đá thực tại của viên đá sức mạnh, còn cái bên trái là viên đá thời gian. Rồi đương nhiên phải đập cái lớp băng vĩnh cửu nè. Chúng ta lấy được cái gì đây? Lấy cái dùng miệng không? Xiềng. Vì nãy lấy búa đậm này, cái này nó cũng trồi lên rồi. Đấy, cái này quay được nữa nè. Rồi rồi. Ủa? À, anh em biết cái trò tháp Hà Nội, anh em chắc cũng biết cái này thôi. Xếp nó lên trên phải không? Cái này là đang bao nhiêu miếng vậy ta? 1, 2, 3 không á? 1, 2, 3 số lẻ thì phải để gì vậy? Ủa vậy thôi đó hả? Thì anh em chơi thần trùng thì chắc cũng biết coi con game tháp Hà Nội á. Thì anh em chỉ cần chẳng lẽ là nhớ vị trí hai bên là giải được rồi. Tiếp, đang cây cú. Rừng xanh sâu thẳm ở trên này nó làm thiết kế gì thiết kế vậy? Ôi giời ơi, nó động vật chân đốt, côn trùng chân đốt cái gì? Này là cái thùng rỗng mà nó kêu không có to nha, nó kêu nhỏ lắm. Này chồng sao? Well, chồng sao thiên địa, thiên bình. Bóng đèn, cái thùng rỗng, cái gì đây? Rồi đương nhiên là trái phải là phải suy nghĩ rồi. Cái gì bốn con đèn đây hả? Bên trái là để ghi nhớ cái nào bây giờ. Nó như là một cái vẫy vậy. Ủa đúng luôn nè. Không, không biết đúng không. Thực ra thì mình đếm số điểm nó dễ hơn á. 3, 3, 3, 9. 3, 3, 3, 9. Chính xác đó luôn. 4 cái điểm dưới gần như thẳng hàng. Đây, rồi 3 cái điểm trên với 3 điểm trái. Thì chúng ta tiếp tục với mạng phiêu lưu ký, thì đây vẫn là 9 điểm, coi có những điểm nào thắng hàng không. Thì ở trên là một cái phiểu đi, ở dưới là 4 chấm đều nhau. Ê game nè, đây nó đây. Đúng rồi, mở cửa anh ơi. Ôi ơi vẽ hình nó ơi, trừ hai điểm này ra đi theo cái đường zigzag.
phải không vậy? Tôi nhìn thấy sai sai chỗ nào á, lộn điểm này. Trời, cái bức tường này mà nó làm cái tương tác được trừ 3 điểm trái. Game gì? Mã tấu à? Machete à? Machete thì có thể chặt cái chân này á. Không. Một cái chai đổ vô. Này muốn cà phê không? Đổ vô làm gì? Hết tương tác được rồi. Cái đèn này cũng hết rồi. Rồi giao cắt cỏ. Machete là cái cây vũ khí đi rừng. Hồi đó tôi coi cái phim Thái Lan á, cầm cây này đi trước cái rồi chặt chặt hai bên rồi. Về Việt Nam nó thành mã tấu vậy rồi. Cái gì? Thì chặt cái hay đó ra cũng không có ý nghĩa gì hết. Chặt đâu nữa đâu. Đáng lẽ phải chặt cái chân đó. Rồi mất cái mai cha te luôn rồi. Cái này không có quay được. Hiện tại thì nếu có cái thùng thì nó phải chảy hứng được cái gì đó. Bên này tôi không có nghĩ là nó còn có thể làm được tương tác được. Cái chính giữa mình cũng không xây được. Gì? Mới vải. Ôi giời ơi, nó thiết kế. Mở lên 4 tầng nè, 4 cái nè. Thiết kế gì đố ai, bố ai đỡ được. Nhìn tất cả mọi thứ đều bình thường, tôi thấy hơi lệch lệch, tôi mới bấm thử. Mấy không hiểu cho lắm. Chúng ta không có manh mối gì để giải cái câu này. Nên dựa vào logic thôi. Đầu tiên chúng ta có bốn màu, bốn màu này không kết hợp được với nhau. Thử cả được cái màu xanh này. Thì không có cái cuộc xanh lá. Chỉ có ba cái cuộc xanh lá. Xây ngang chứ không xây dọc được nha. Này có thể bắt đầu lại không? Có thể xây lại không? Coi kỹ lại trong này. Rồi, tiếp tục dùng logic lý giải thôi. Rồi, hiểu rồi, cái này nó có cái chỗ lõm. Đủ đạn đó.
Không được rồi, nó chỉ có một cái lỗ trống thôi. Nên giờ mình phải đi theo từng tự cho anh xuống. Bây giờ là bạn, nếu có một ô thì sao nó đi xuống hết được, luôn luôn phải có một điểm tắc nghẽn chứ. Chết kỹ rồi, cái đầu đồ phui nè, một cái ô màu xanh nè, bên trái là cái màu hồng, hai lỗ nè, đây ít nhất là phải có hai lỗ mới có thể di chuyển lên xuống được. Bây giờ đưa tất cả màu vàng lên. Không, hai lỗ là cũng không thể đi được hết đó. Màu vàng còn sót một cái xanh lá. Phải có ít nhất là 2 đến 4 lỗ. 4 lỗ thì nó lại dễ quá đi. Đưa vàng lên, ok. Vàng này xuống phui chưa? Phui rồi, tiếp theo giải quyết cái vấn đề màu xanh dương. Xanh dương cái này còn cái nào, đưa xanh lá xuống rồi đưa xanh dương lên. Xanh dương còn hai lót. Hai lót thì nhét tạm cái này lên. Đưa xanh lá xuống. Thì tìm được cái lót nó thì nó đơn giản rồi, không còn gì phải phức tạp nữa, tốn thời gian xe qua xe lại một tí thôi. Ok luôn rồi. Chết con nhỏ, mắm này tốn thời gian xay rồi chính hứng hả? Rồi rồi rồi, đổ xuống dưới chế thuốc. Anh em này nhậu không? Rồi. Chúng ta có từ cà phê nó chuyển qua sữa dầu rồi nè. Sữa dầu này cũng hơi độc ha. Rồi, một chìa phá tả hủ thôi. Như vậy thì thiết kế hai cái bên tả hủ như vậy. Nên thiết kế một cái ổ phá cũng được rồi. Ôi ơi, dù sao đã lỡ rồi chắc tôi cố gắng mà đẩy hết luôn cái phần 2 nữa. Cái chapter 2 nào. Tôi nghĩ chắc cũng khoảng 2 tiếng là xong một chapter. Thời lượng xong game này chắc 6 tiếng. Này gì đây? Một sừng, anh em nào bị một sừng đây, thực ra là tôi không biết game này dễ hay khó nữa. Mày đang lắp đầy phải không? Dần chân khuyết thì bên này nhật rồi, bên này quẹt quá không phải hả?
Cái gì bên đây còn nhiều lắm. Này có cái hình nhớ nha. Con cá ba viên ruby lồng nhau. Gì đây? Rồi rồi, nhấn 3 lần vậy thôi đó. Một cái hành lý. Mở được một kênh. Thì bên này chắc cũng tương tự vậy thôi. Tốn thời gian. Lũ đạn tự nhiên nó quay quanh kia. Rồi ngay chưa? Ok. Vầng trăng khuyết một cục kem gì đấy, tưởng nó nhét cái vầng trăng vô. Trời ơi, cái vầng trăng nó lại làm nó kêu cần gạt. Có gì là xong rồi đó hả? Trả đây. Rồi ôi, cái này xài được tái chế nhiều lần. Này một cái game. Này một cái dần chân khuyết. Dần chân khuyết này đã tròn. Xài phải không? Thử xài luôn rồi. Cứ siêu năng lực cái đó hả? Tốn 10 giây để xem cái hiệu ứng phát sáng. Vật thể bí ẩn. Ồ. Ủa làm sao? À, hình như là trống cái khu dưới này đó. Không, mở khóa nguyên cái vạch này để đẩy cái cây này ra thì mấy cái hộp này phải giải quyết từng hộp mới được. Hộp này đưa đây nè. Tiếp theo giải quyết cái hộp này. Rồi ok. Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài thôi. Được thể bí ẩn lắp đây hả? Bên này là con cá không? Bên này là bao vuông. Ủa con cá nó hình sao vậy? Quên đi rồi. Đây, nó dạng như con mà cá đuối hơn. Nó đó. Rồi ok. Đúng mà. Nè. Thôi ơi, quay cái này nữa. Khoan. Cái quay này nó ứng với cái này không? Không ứng rồi.
Từ từ, nếu chọn hình nghĩ đơn giản quá, cái chính giữa này mình không can thiệp được. Rồi đây, một cái hướng đông, một cái là hướng nam. Mình chỉ cần kết hợp hai manh mối thôi. Chúng ta kết thúc màn chơi đây. Đó. 16 thì 17, 18, 19, 20 không? Còn 4 màn nữa. Vì con game này anh em xem từ đầu hay là đi ngang gì nó cũng như nhau. Tại vì game này nó chỉ nhiêu đây thôi. Kunai nè. Ôi chữ dài quá. Gì đây? Đấy. Gì vậy? 4 viên ruby vậy?